Một cái thông tin khá là vui mà em muốn cập nhật cho tất cả những bác Lào mà hiện tại đang theo em tham gia khai thác và đào cái đồng Agat ở đây. Và như các bác có thể thấy, cái số dư cái đồng Agat của em bây giờ đang lên tới là 1.198.000 rồi. Và nó tương đương khoảng độ là 4.800 đô ở đây. Và cũng rất là may mắn ở cái tuần này em có nhận được cái phần thưởng đó là 8 USDT ở đây. Và cái số lượng 8 USDT này em có thể rút được về cái ví điện tử của em nhé. Và tương lai cao thì cái nền tảng khai thác cái đồng Agat này nó sẽ cho chúng ta rút cái đồng Agat này về cái ví OKX nhé. Tại sao em lại dám khẳng định như vậy? Bởi vì đây em sẽ hướng dẫn các bác là rút tiền, sau đó em sẽ cho các bác xem. Hiện tại em đang có ở đây là 8.1 USDT phải không? Thì trước khi ấn vào mục Withdraw thì các bác có thể kéo xuống mục bên dưới này. Nó sẽ có hai cái mục để các bác có thể tính cái đồng Agat này. Cái mục đầu tiên là cái số lượng đồng Agat em đang được mở khóa ở đây. Giả sử tới này mà nó cho chúng ta có thể rút cái đồng Agat này về thì em có thể rút được là 152.000 cái đồng Agat này, tương đương với là 610 đô nhá. Còn bên dưới này là cái phần nó chưa mở khóa, rơi vào khoảng độ là 1.046.000 cái đồng Agat, tương đương khoảng độ là 4.184 đô ở đây. Nó sẽ có hai mục như là vậy nha các bác nhá. Ví dụ như là mục này mà tới này nó sẽ cho chúng ta mở khóa thì nó sẽ hiện lên cái mục Withdraw ở đây. Và như các bác có thể thấy, em đang có số dư là 8.1 đô và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là rút về. Giả sử như là bác nào mà cùng theo em tham gia khai thác cái đồng Agat này thì các bác có thể vào check cái số dư của các bác xem các bác có thể được thưởng USDT hay không. Nếu như các bác nào mà được thưởng thì em sẽ hướng dẫn luôn cách để các bác có thể rút về nhá. Các bác sẽ ấn một phần Withdraw ở đây cho em này. Trong cái mục Withdraw này thì em sẽ ấn là số 8 ở đây nhá. Sau đó em sẽ ấn một phần Lake ở đây. Đây các bác có thể thấy 8.1 thì em sẽ ấn là số 8. Phí ở đây thì của nó sẽ là, bây giờ em sẽ rút là 6 đi, 6 đô nhá, 6.5 đi. 6.5 đô, hình như là phí của nó hơn 1 đô thì em sẽ rút là 6.5 đô, em sẽ ấn một phần Lake ở đây. Như vừa nãy em đã chia sẻ cho các bác là tỷ lệ cao là cái đồng Agat này sẽ được list trên cái sàn OKX. Thì như các bác có thể thấy này, ở cái phần rút USDT nhá, nó chỉ cho chúng ta rút về cái ví OKX thôi, cái sàn OKX. Thì cái sàn OKX này nó là một trong những cái sàn rất là uy tín và cái sàn này là sàn top. Nếu như bác nào mà chưa có cái sàn OKX này thì cái đường link tham gia tạo cái sàn này em sẽ để dưới phần mô tả nhá. Nó cũng là một cái ví điện tử để các bác có thể làm và rút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ hoặc là cái ID của cái ví OKX của chúng ta vào đây. Đấy, các bác điền Gmail cũng được, hoặc là các bác điền cho em cái UID này. Đấy, bằng không thì các bác điền cho em cái Gmail đăng ký cái ví OKX này vào đây nhá. Sau khi mà chúng ta điền xong cái email hoặc là cái UID của cái ví OKX của các bác, rồi các bác ấn vào mục phần Lake ở đây cho em là được nhá. Sau khi ấn vào mục Lake ấy, thì nó sẽ hiện ra cái phần đó là cái phần mã khóa bảo mật. Đấy, kiểu như là cái mã khóa của các bác. Cái lúc mà các bác đăng ký cái nền tảng khai thác cái đồng Agat này thì chúng ta cần phải có cái mã bảo mật. Ví dụ như là 123456 chẳng hạn thì các bác nhập vào cho em nhá. Ở đây thì hiện tại em chưa đủ min rút. Đây là em đang chia sẻ hướng dẫn các bác rút thôi. Min rút của nó ở đây là 10 đô thì em chỉ cần có 2 đô nữa là em có thể rút tiền. 2 đô nữa thì giả sử bây giờ em nạp 2 đô vào là em có thể rút, nhưng mà không, em đợi sang tuần sau chẳng hạn. Đấy, ví dụ tuần sau mà em lại được trả thưởng nữa là được tầm 2 đô nữa là em sẽ đủ cái min rút ở đây. Và như vừa nãy em đã chia sẻ, em muốn cập nhật cho các bác vì đây là một trong những cái dự án hiện tại nó đang cho chúng ta tham gia khai thác hoàn toàn là miễn phí. Và tỷ lệ cao là nó sẽ cho các bác tham gia rút về cái nền tảng ví OKX ở đây. Đấy, nó chỉ kết nối với cái nền tảng ví OKX thôi nhá. Nên là những cái ví khác nó không cho chúng ta rút. Nên là em muốn cập nhật cái thông tin này để các bác có thể nắm rõ được và các bác có thể tranh thủ tham gia khai thác ở đây. Bởi vì ở đây là một cái kèo hoàn toàn là miễn phí và hiện tại cái cộng đồng tham gia nó khá là ít. Tới lại cộng đồng mà nó tham gia nhiều chẳng hạn, mà nhiều người tham gia, cái số lượng token nó cho chúng ta khai thác nó sẽ bị giảm đi. Thì lúc đó chúng ta mới tham gia thì cái số lượng token chúng ta kiếm được nó rất là hạn chế. Năm nay chúng ta đã thành công rất là nhiều, như là cái đồng Toncoin này, Lotcoin này,
và tới này là cái đồng OLX của cái sàn Onnur này, và tiếp theo là Hamaker thì cũng đã có thông báo list trên một số sàn như là OKX chẳng hạn hoặc là Bybit. Thì em cũng đọc đâu đó thì có hai sàn này PR rồi. Thì bên cạnh đó thì em cũng rất là mong muốn cái đồng Agat này cũng sớm được list sàn và sớm được cho chúng ta có thể giao dịch nhá. Để khai thác cái kèo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây thì hàng ngày chúng ta sẽ vào đây, các bác có thể thấy nó sẽ có những cái đồng xu màu vàng này, và các bác sẽ ấn vào đây để các bác có thể nhận. Đây em sẽ ấn vào đây nha, em sẽ cho nhỏ tiếng đi. Đây các bác ấn vào đây này. Đó, hàng ngày thì chúng ta chỉ cần ấn vào đây để các bác có thể nhận. Và càng nhiều cái số xu này thì nó sẽ quy đổi ra cái số lượng đô của các bác. Càng kiếm được nhiều xu này nó sẽ quy đổi ra số đô nhá. Thì cũng có rất là nhiều bác có chia sẻ là anh tham gia anh tuyển dép nhiều thì cái kiểu như cái số lượng coin của anh mới được nhiều, còn bọn em cày chay thì nó được rất ít. Thực ra ấy, những cái kèo mà đào coin for đi này để mà cày chay thì cũng được, nhưng mà cày chay như vậy, chúng ta solo như vậy, chúng ta kiếm được ít thì chúng ta phải chấp nhận. Thì chúng ta cần phải đi giới thiệu bạn bè thì chúng ta mới có thể kiếm được nhiều hơn, phải không? Giới thiệu bạn bè thì không phải ai cũng có kinh nghiệm, không phải ai cũng có cộng đồng nhiều để chia sẻ. Thì chúng ta có thể chia sẻ lên những nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook hoặc là Telegram, hoặc là các bác có thể chạy quảng cáo đều được. Bỏ một vài trăm nghìn ra, các bác có thể chạy quảng cáo trên những nền tảng như là YouTube hoặc là Facebook hoặc là TikTok. Đấy là những cái cách để các bác có thể gia tăng được cái tốc độ đào. Như các bác có thể thấy cái con Hamster ấy, hiện tại đang có rất là nhiều người tham gia khai thác. Các bác cứ lên TikTok chẳng hạn. Đấy, người ta thuê chạy quảng cáo rất là nhiều, chạy quảng cáo trên TikTok nhá, và người ta có thể kiếm được cái số lượng dép nhất định. Và khi mà người ta kiếm được cái số lượng dép nhất định thì cái tốc độ đào, tốc độ khai thác của người ta nó sẽ tăng lên. Chứ thực ra chúng ta cày solo ấy thì chúng ta được ít thì chúng ta phải chấp nhận. Đấy là cái sự thật em muốn chia sẻ và tâm sự với các bác, chứ không phải là em có cái gì đó đâu. Đó, chúng ta cày chay, chúng ta tự solo thì chúng ta phải chấp nhận với cái số lượng coin chúng ta khai thác được là ít. Nếu như các bác nhé, em chia sẻ thật, nếu như mà chúng ta cày chay này, đó, cày chay tự solo mà kiếm được nhiều ấy, mà kiếm được nhiều nhá, thì những cái người mà người ta bỏ một chút công sức ra, người ta đi chạy hệ thống tuyển dép để người ta có thể gia tăng được cái tốc độ đào, thì những người đó có thể kiếm được gấp bội lần so với chúng ta. Đó, và khi mà chúng ta thấy người ta kiếm được nhiều thì chúng ta lại tiếc, so với mình thì nó lại chả ăn thua gì. Nên là chúng ta cần phải bỏ công sức, bỏ một chút thời gian của chúng ta ra, thậm chí chúng ta phải bỏ một chút kinh phí ra để chúng ta có thể đi chạy quảng cáo và các bác có thể chạy hệ thống và kiếm được cái số lượng dép. Và khi các bác kiếm được cái số lượng dép thì cái tốc độ đào của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Đây là những cái kèo phò đi em chia sẻ, còn không thì chúng ta vẫn có thể cày chay bình thường, không có gì cả, vào cày chay bình thường, nhưng mà đánh đổi lại thì cái tốc độ đào cũng như cái số lượng token chúng ta nhận được nó sẽ ít đi, phải không? Ai cũng vậy thôi. Người ta bỏ công sức ra thì người ta phải kiếm được nhiều hơn, chứ bỏ công sức ra mà người ta kiếm được ít hơn so với những người mà không bỏ gì ra thì như thế nó cũng bất công, phải không? Đấy là cái em chia sẻ nhá. Đây là một cái kèo mà em rất là tâm huyết, và tương lai mong rằng cái đồng Agat này của chúng ta tham gia khai thác nó sẽ được list trên cái sàn OKEX và sẽ cho chúng ta giao dịch và mở bán rút về cái sàn OKEX nhá. Thực ra tham gia mấy cái kèo đào coin free này ấy, chỉ cần trúng được một đến hai kèo thôi là chúng ta cũng có một chút vốn rồi, phải không? Không cần trúng nhiều, nếu mà may mắn thì chúng ta có thể trúng nhiều hơn, còn không thì chúng ta chỉ mong muốn là được tầm vài kèo là cũng ok. Như năm nay có rất là nhiều bác thành công với cái kèo lost coin rồi, và tới này nữa là cái đồng OLX ở trên cái sàn Onnur đã cũng có thông báo tháng 9 này được list sàn và được quy đổi. Và cái đồng Hamaster thì em cũng đã thấy được cái thông báo là được giao dịch và rút về cái sàn OKX và cái sàn Bybit. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải chờ đợi một số thông báo về Anadolu ở trên những cái nền tảng khai thác đó. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ cho các bác về cái nền tảng đào và khai thác cái đồng Agat. Các bác vào check ví xem của chúng ta hiện tại số dư có được tặng USDT không. Nếu mà số dư trên 10 đô là các bác có thể rút được về cái ví OKX của các bác rồi nhá. Và ở trên cái nền tảng này em sẽ thường xuyên cập nhật cho các bác về những cái thông tin mới nhất. Ví dụ như là nó được quy đổi này, nó được giao dịch này, hoặc là thông báo list trên những cái sàn nào thì em sẽ luôn cập nhật chia sẻ cho các bác.
Thì ở trên cái nền tảng này, cái mục đăng ký á, em sẽ chia sẻ lại cái phần đăng ký, các bác lưu ý cho em một chút. Đó là nó sẽ có cái 12 cụm từ bảo mật. Cái đấy các bác phải ghi ra cái tờ giấy, hoặc là các bác có thể là chụp ảnh lại để chúng ta có thể cất đi, đề phòng khi mà cái tài khoản của các bác ấy mà kiểu như là chúng ta bị mất điện thoại, hoặc là chúng ta chuyển sang điện thoại mới, hoặc là chúng ta quên mật khẩu, thì chúng ta có thể lấy lại nó dễ dàng hơn nhá. Rồi thì đấy là những cái mà em chia sẻ cho các bác ở trên cái nền tảng khai thác cái đồng Agat này. Video này của em kết thúc ở đây nhá. Em xin chào tất cả các bác.